Chào tất cả các bạn và các anh chị. Hôm nay là dịp gần sắp Tết rồi, mình mời các bạn cùng đi tham quan siêu thị cây cảnh. Nhà mình có rất là nhiều hoa. Mình nghe nói là ở đây cái siêu thị cây cảnh này mới mở, mình cũng hơi tò mò, nên là mời các bạn và các anh chị cùng đi thăm siêu thị hoa với mình nhân dịp ngày Tết nha. Ở phía sau lưng của mình là cái bảng hiệu là siêu thị cây cảnh. Cái khu viên này rất là lớn nha các bạn. Cùng mình đi dạo xem thử trong siêu thị này có cái loại hoa nào đặc sắc. Siêu thị hoa này nó có một cái lợi thế là nó nằm ở trên một con đường rất là lớn, con đường hai chiều, có con lương ở giữa. Đây, cùng mình bước vào trong siêu thị nha. Bên cổng người ta để hai cây tùng rất là lớn. Ngày Tết của miền Nam mình, người ta hay chơi cây tắc. Đây là những cây tắc trái bây giờ đầu chín vàng ươm. Cây tắc này thể hiện cái sự xum xuê, sung túc, trái càng nhiều càng tốt. Mình chơi hết Tết rồi, trái nó rụng thì thôi. Những cây tắc này khá là cao, cao quá đầu của mình. Một khu này là người ta trưng toàn là tắc. Đây, những trái tắc chín. Nó chín cũng hơi sớm rồi, cứ tầm khoảng một tuần nữa mà nó chín đỏ như thế này là đẹp. Rồi, chúng ta qua khu khác nha. Bên đây là khu người ta trưng bày bán tắc lông. Những cái tắc này tầm khoảng tới thắt lưng của mình, và nó cũng rất là nhiều trái. Một trái màu nước dễ thương lắm, nặng chịu và nó bốc mùi thơm phức luôn. Đây là khu tắc lông, để trưng ở trước nhà cũng ok. Tiếp theo mời các anh chị ngắm những cây lan ghép gốc vô cùng đẹp. Cây lan đẹp nhất trong siêu thị hoa năm nay. Đây là những cây lan mà người ta ghép rất là lâu trong những gốc cây. Gốc này là gốc vú sữa. Gốc vú sữa đặc biệt là phù hợp cho lan ghép gốc. Như một chậu lan như này, mình chỉ mua về mình tưới là nó ra hoa liên tục. Giống lan này gọi là lan dendro, dendro nắng, tức là dendro chịu nắng, càng để ngoài nắng nó càng đẹp. Những cái anh mặc áo vàng đó là anh chủ của vườn lan này, đem ra 2-3 hôm nay rồi, nên là bây giờ phải tưới để giữ ẩm cho nó. Cây nào nó cũng ra hoa rất là nhiều, người ta ghép theo một màu một. Như đây là dendro tím. Giống dendro nắng này nó cánh nó hơi nhỏ nha, mà hoa nó rất là dài. Và một cây này là nó kín hoa luôn. Trên này người ta có để mấy cái ống để phun nước đó. Khi mà mình mua về là mình chỉ cần gắn ống thôi là cái bát này nó phun nước ra ngoài cây mình luôn. Đấy, trên cái gốc vú sữa. Rồi người ta để ở dưới là một cái bể xi măng. Mình khi mua là mình chỉ cần bưng cái bể xi măng này về, bỏ trên cái xe, ví dụ như xe bán tải đi, là anh chị có thể về nhà chơi. Chơi qua Tết này nó hết cái lứa hoa này là mình lại cho nó ra những đợt hoa mới. Cái cây này thì nó có hai màu, một màu tím đậm và màu tím nhạt. Đó, qua bên cái khu vực đó là những cái cây dendro mà nhiều màu. Nó tưới nước là tưới như vậy. Đó, đây có hai cây dendro gọi là khủng nhất của vườn luôn. Anh ơi, như hai cây này là một cây bao nhiêu tiền vậy anh? Cây này 52 triệu. Dạ, cây này đó, anh chủ nói là 52 triệu. Cây đẹp nhất của vườn mình. Giờ mình tưới thì hôm nào mình tưới lại được anh? Cái này một ngày mình tưới 2 củ. Dạ. Vừa sáng.
À, để giữ ẩm cho nó ha. Cái đó là siêu bông luôn anh. Để nắng 100% luôn. À, siêu bông. Để ngoài nắng. Bông à. Thằng đa văn này là bông quanh năm luôn. Dạ. Còn mấy cây độc đáo dưới vườn nó chưa đưa đâu. Dạ, như cây này thì bao nhiêu tiền anh? Cây này 24 triệu. Đó. Mà anh kêu ở vườn nó còn những cây độc hơn nữa. Anh là từ ở phường Đông Hòa của Dĩ An Bình Dương mình đưa lên đây. Những cây lan quá là đẹp và độc. Đó, như là phụ nữ, kiều nữ mà chờ đại gia đến rước về chơi Tết nha. Hai cây này bự nhất. Thì qua những cái đám này là mấy hàng này hàng văn mà nó nhỏ không? Dạ. Nhỏ. Hai bên này thì nó hơi thấp hơn. Dạ. Một cây này tầm khoảng 4 tới 5 triệu. Cây nào đẹp thì tầm khoảng hàng hơn chục triệu. Này anh chơi quanh năm luôn. Dạ. Này là anh để quanh năm luôn. Đó. Cái hàng văn này là chuyên bông luôn. Đây là chị chủ nè, dạ, chị chủ nói là cái này là dễ chơi lắm, chơi quanh năm suốt tháng cũng được. Năm luôn, bông quanh năm luôn, xiên bông. Để nắng 100% không bằng thử. Lan dendro nắng, xiên bông. Một chuỗi bông của nó rất là dài. Lan dendro này nó cũng dễ chịu lắm, không cần phải chăm sóc dạ, đặc biệt. Đó, mà người ta ghép sẵn rồi. Mình về mình chỉ có duy trì chăm tưới cho nó là nó sẽ ra những cái đợt mục mới. Đúng rồi. Đó, như cái mục mới nè, là cái này là sang năm chơi. Cái hàng văn này nó nhánh nó dài đó. Nó văn này là nó bền, như móng rồng. Móng rồng cũng được. Đó, bên này là cái móng rồng nè, đen rồng móng rồng. Đó, móng rồng. Đó, như móng của con rồng. Cái này của em là cứ nắng hết à, nhắn nắng từ nhỏ tới giờ cho nên là anh cứ để nắng. Cái giống vàng này nó cũng quý lắm nha. Và đặc biệt những người thích màu vàng Tết để cho nó hên. Ai thích màu vàng là chọn những cây này. Đây là một cái vườn lan dendro ghép gốc. Những cái điểm hoa xuất sắc trong siêu thị hoa năm nay. Và ngày Tết ở miền Nam này, người ta cũng rất là thích chơi hoa cúc. Đặc biệt là cúc mâm xôi, khi mà nó nở bung ra như một mâm xôi màu vàng ươm cực kỳ đẹp. Cái màu vàng này rất là nhiều người thích, nó mang lại một cái sự may mắn, sung túc và hạnh phúc cho một năm mới tràn đầy sức sống. Thường là cúc mâm xôi này người ta sẽ mua theo cặp, người ta chơi chẵn, ví dụ như để ở trước nhà hai chậu, hoặc là người nào mà có điều kiện thì để một hàng dài tạo ra một cái màu vàng phía trước nhà rất là đẹp. Những cây cúc mâm xôi này là được chăm sóc kỹ lưỡng nên nó nở khá là đồng đều. Đó, như cái cây này là nở tròn xoe, không có bị lép, mà nó càng nở đều như vậy là càng đẹp nha. Đây toàn là cái hàng đẹp. Cây nó còn cứng cáp, nó không có bị rớt ra. Đó, mà nó rất là khỏe. Như cây cúc đó, màu xanh lá nó còn rất là cứng nha. Mà bông mà là bắt đầu bây giờ nó mới là hé nở rồi đó. Như mình chơi là mình chọn cây cúc đó là tới Tết là sẽ vừa. Cây cúc đây là rất là xuất sắc luôn.